À, chúng các bác quay trở lại với cả Ecomart. Hôm nay thì đem về lô hàng 75 inch giá rẻ của Samsung bán với giá rất là sốc. À, ngày mai sẽ đi lắp cho hệ thống các lớp học ở một trường trung học cơ sở tại Đông Anh. Và lý do tại sao con 75 inch này em lại bảo nó là sốc, và lý do tại sao lại được các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh lựa chọn để lắp đặt cho lớp học. Clip này thì em sẽ cập nhật và review nhanh cái mẫu 75 inch này để phục vụ các bác. Ngày hôm qua thì sau cái clip so sánh hai cái mẫu TV với giá 14 triệu và 23 triệu của TCL ấy, thì một số bác muốn xem những mẫu TV với giá rẻ của các hãng khác, đặc biệt là của Samsung, của LG và của Sony. Nhưng hiện tại thì của Sony giá rẻ nhất thì nó khoảng nhỉnh 24 triệu. Của LG nhá, LG hiện tại giá rẻ nhất thì cũng khoảng tầm 18-19 triệu. Và trong khoảng 15-16 triệu thì hôm nay em sẽ lên một con 75 inch, 75 inch của Samsung để phục vụ các bác. Ngày mai thì sẽ đi lắp ba cái 75 inch kia cho ba lớp 6 của một trường ở Đông Anh. Và hiện tại thì khi mà lựa chọn cái màn hình để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập ấy, thì bây giờ sẽ không còn lắp đặt máy chiếu nữa. Ngày xưa thì cái số lượng máy chiếu được lắp rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà tới mùa lổm ẩm ấy, thì cái màn chiếu của máy chiếu nhá, nó bị mốc, nó bị ảnh hưởng chất lượng. Và ngay cả màn chiếu hiện tại mà các bác đi mua ấy, thì cái chất lượng cũng như là cái độ tương phản, cái hiển thị nó sẽ không bằng tivi được. Cái ba cái mẫu tivi Samsung đó bán với giá nhỉnh 15 triệu thôi. Đây cũng là cái giá rẻ nhất, hạ sâu nhất tính từ thời điểm nó được ra mắt. Ba mẫu tivi 75 inch Samsung hiện tại mà có giá từ 16 đến 18 triệu thì con này cũng đang xếp top 1, nó là rẻ nhất này. Cao hơn thì sẽ có dòng QLED. QLED hiện tại đang bán với giá từ 18 tới 19 triệu. Nhưng màn hình sử dụng cho lớp học để các cô có thể trình chiếu nội dung từ điện thoại, từ laptop hay từ máy tính để bàn lên ấy, thì con Samsung 75 inch này nó đã hội tụ đầy đủ rồi. Cái tính năng trình chiếu nội dung từ laptop, từ máy tính để bàn lên không cần phải cắm dây thì TV Samsung đang xếp top ở trên thị trường. Có hai hãng hiện tại đang có cái tích hợp chồng két để người dùng có thể là trình chiếu nội dung từ thiết bị cá nhân lên, đó là TCL và Samsung. Và với Samsung hiện tại thì cái việc mà trình chiếu từ laptop, từ máy tính để bàn lên chỉ một yêu cầu duy nhất, đó là gì? Là thiết bị của thầy cô có sử dụng hệ điều hành Win 10 trở lên. Tức là dưới Win 10 thì nó sẽ không thể chiếu được. Và từ Win 10 trở lên thì các bác trình chiếu rất là đơn giản, chỉ một chạm thôi. Lý do các bác lựa chọn TV Samsung thì ngoài thương hiệu thì cái chất lượng cũng như là độ sáng, và các bác nhìn cái màu sắc thể hiện ở trên màn hình của Samsung vô cùng xuất sắc. Cái mã hàng mà bên bán với giá nhỉnh 15 triệu đó là con AU7700. Lý do làm sao vẫn lựa chọn AU7700? Bởi vì là các bác mua hiện tại ấy, vẫn là mới nguyên hộp 100%, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà. Và hơn hết là giá nó đang giảm về còn nhỉnh 15 triệu thôi. Những mẫu mới trong năm 2024 thì hiện tại đang có cái giá khá là cao. Đây là 75DU7700, mẫu mới của năm 2024. Sau khi mà trừ hết quà đi thì về còn khoảng 19 triệu 8, 19 triệu 900. Đắt hơn khoảng 4 triệu so với cả cái mẫu AU7700. Còn DU7700 của năm 2024 thì vẫn sử dụng cái chip xử lý giống như trên con AU7700. Đấy, cũng có khả năng nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 4K. Đấy, và cái mẫu của năm 2024 này thì nó chỉ có một thay đổi duy nhất, đó là thêm cái kiểu lắp đặt chân đế cho vị trí chính giữa. Tức là khi mà mặt kệ các bác ngắn, các bác không để các bác không thể để theo kiểu chân đế ở phía bên ngoài như vậy, thì mọi người sẽ di chuyển vào vị trí lắp đặt chân đế ở vị trí chính giữa của màn hình. Nhưng mà thường lắp đặt tại lớp học thì phải treo hết lên. Và bên em thì cũng nhận thi công giá treo trượt, tức là giá treo trượt theo cái bảng lớn. Khi mà thầy cô giáo muốn di chuyển cái màn hình vào chính giữa trọng tâm của cái bảng, chính giữa cái vị trí lớp học ấy, thì sẽ kéo theo cái giá treo trượt đó để đẩy vào trong.
Còn bình thường thì mọi người có thể di chuyển đẩy nó ra hai góc của cái khu vực bảng. Và hiện tại thì lý do mà AU7700 nó được lựa chọn thì nó có cái hệ điều hành rất là dễ dùng như thế này. Đây là cái giao diện của AU7700 này. Hệ thống các ứng dụng sẽ được lựa chọn song song khi mà các bác đang xem cái chương trình. Không cần phải di chuyển về cái màn hình chính giữa giống như một số mẫu trong năm 2024. Bên cạnh là con DU7700. Thì cái giao diện cũ ở trên AU7700 thì vẫn là rất là nhẹ, dùng dễ dàng và đơn giản. Và mọi người có thể là dễ thay đổi cái lựa chọn xem, thay đổi các cái ứng dụng khác mà chỉ cần một phím bấm thôi. AU7700 bảo hành 25 có đầy đủ các ứng dụng để xem truyền hình, xem phim, xem thể thao, có Bluetooth để có thể trình chiếu, và hơn hết là gì, là cái màu sắc, độ tương phản và độ sáng ở trên AU7700 thì khá là ổn. Hiển thị sắc LED độ phân giải 4K, cao gấp 4 lần TV Full HD. Con này thì đã có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi, và mọi người có thể truy cập vào YouTube tìm kiếm các nội dung để xem, từ những cái show truyền hình, tìm kiếm các nội dung để có thể hát karaoke trực tuyến theo tên ca sĩ hay tên bài hát. Mẫu này thì đang bán với kích thước màn hình 65 inch là nhỉnh 11 triệu, 75 inch bán với giá nhỉnh 15 triệu nhé. Các bác có thể là truy cập website Ecomart hoặc gọi về đầu số qua cái đầu tổng đài là 0974178586 để bên em hỗ trợ. Cảm ơn mọi người.